Nhưng mà làm sao xe phải cho về phường? À. Lỗi gì? Lỗi đỗ giữa lòng lề đường gì? Thế tại sao cho xe về phường? À, tại sao cho xe về phường trong khi đó anh đủ giấy tờ? Nếu mà anh sai là biên bản tại chỗ. Đủ giấy tờ thì không phải đưa xe về phường. Ở đây chỉ có xe nào mà không có giấy tờ thì người ta có quyền đưa xe về phường, nhưng xe đầy giấy tờ thì là làm sao mà các anh này đưa xe về phường được? Làm gì có chuyện đấy? Lập biên bản tại chỗ. Anh Nam ơi, lấy cái biên bản đấy cho anh em ký vào, là hình thức xử phạt là nhắc nhở cảnh cáo. À, em giám sát các anh làm thôi. Ok. Rồi, anh cứ làm đi. Đây em đang đứng đây được rồi. Đây em đứng đây. Đây là đang lập biên bản, gọi là biên bản nhắc nhở đỗ xe dưới lòng lề đường, nhưng mà quay gì vườn cá nhân của em, anh hỏi làm gì? Anh có phải là cán bộ làm việc ở đây đâu mà anh thắc mắc. Anh là cái gì mà anh mời tôi về chủ công an? Anh không có quyền nhá. Tôi nói với anh không có quyền mời tôi. Ở đây chỉ có các đồng chí đang làm việc, còn anh không có quyền. À, ok anh.